Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 73: Diệu âm chính là niệm Phật. Diệu âm chính là niệm Phật. Chấp trì danh hiệu chính là diệu âm. Ngày nay chúng ta niệm danh hiệu Phật không phải là diệu âm. Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh. Giả như tâm chân thật thanh tịnh rồi, ở trong cảnh giới sẽ như như bất động, tự tại sáng suốt. Bạn niệm ra cái âm thanh của câu Phật hiệu này, tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Tất cả xử lý rõ rồi, thông đạt rồi, câu Phật hiệu này bạn càng niệm càng có tinh thần, càng niệm càng hoan hỷ. Cho nên pháp môn niệm Phật gọi là diệu âm. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Diệu âm chính là nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này chính là diệu âm viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật là diệu âm viên mãn. Chúng ta ngày ngày đang niệm, không biết được chỗ diệu của cái âm thanh này. Chỉ riêng cái âm thanh này có thể gọi là bát địa phàm phu ở ngay trong một đời viên thành Phật đạo. Vậy bạn nói xem, cái âm thanh này có diệu lắm không? Câu Phật hiệu này cũng là diệu âm của pháp giới. Cái âm thanh này hoàn toàn tương ưng với tâm nguyện giải hành của Như Lai, cũng hoàn toàn tương ưng với tánh đức với tất cả chúng sinh và lý thể của pháp giới. Cho nên công đức của danh hiệu này cũng không thể nghĩ bàn. Ở trên kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã thọ ký cho chúng ta: nếu như chúng ta chân thật phát nguyện y giáo phụng hành, tương lai chúng ta vãng sanh thị hiện thành Phật, hết thảy đều có tên gọi là diệu âm Như Lai. Hiện tại chúng ta gọi là diệu âm cư sĩ, tương lai thành Phật rồi đều gọi là diệu âm Như Lai. Cho nên trên chứng điệp quy y của chúng ta, thảy đều dùng diệu âm. Cái tên diệu âm này chính là pháp danh của chư Phật Như Lai, cũng là pháp danh của chúng ta. Chúng ta phải nên cố gắng mà nhớ lấy A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.